Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày tới, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khả năng sẽ có mưa nhiều về chiều tối và tối, cục bộ có những điểm mưa to. Dự báo trong đêm nay và chiều tối mai, ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa dông rải rác, cảnh báo có những nơi mưa to đến rất to với lượng mưa lên trên 80mm, dễ gây ra tình trạng ngập úng ở các tuyến đường trũng thấp. Mưa chủ yếu về chiều tối, còn ban ngày thì từ Phú Yên trở ra đến Thanh Hóa, trời tiếp tục nắng nhiều và nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây là từ 35 đến 37 độ C và có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Ngoài đảo Lý Sơn, không khí có phần dịu hơn chút với nền nhiệt phổ biến ở đây là 34 độ C. Nhưng vào hai ngày thứ 5 và ngày thứ 6, nhiệt độ chạm mức nắng nóng 35 độ C. Về chiều tối ngày thứ 7 của tuần này và hai ngày của đầu tuần sau thì sẽ có mưa dông. Vì vậy, quý vị nên khởi hành các điểm du lịch vui chơi từ sáng để có thể kết thúc hành trình trước 4 giờ chiều để tránh gặp mưa dông. Đến với Lý Sơn, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú như là lặn ngắm san hô, khám phá cổng Tò Vò hay là lên đỉnh Thới Lới, ngọn núi cao nhất trên đảo để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây. Theo khảo sát của Booking.com, ứng dụng đặt phòng hàng đầu thế giới, hiện Đà Lạt là một trong những điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Với thiên nhiên tươi đẹp cùng với không khí vô cùng dịu mát, thành phố Đà Lạt sẽ giúp du khách tạm quên đi guồng quay công việc bận rộn để có thể hòa mình vào thiên nhiên. Quý vị lưu ý ở Đà Lạt dịp này vẫn thường xuyên có mưa về chiều tối, có hôm thì xuất hiện mưa to. Mưa xuất hiện sau khoảng 4 đến 5 giờ chiều, còn trước đó thì trời lúc nắng, lúc nhiều mây, nhiệt độ từ 24 cho đến 27 độ C, dịu mát. Đêm nhiệt độ giảm xuống còn từ 16 cho đến 18 độ C. Thủ đô Hà Nội thời tiết 7 ngày tới vẫn chủ đạo là nắng và nóng, nhất là 2 ngày tới khi nhiệt độ lên cao 36 độ C. Còn trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì nhiệt độ trong ngày dao động từ 33 cho tới 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tới khả năng vẫn có mưa về chiều tối, có nơi mưa to, dễ gây ra tình trạng ngập úng ở những tuyến đường trũng thấp. Khi tham gia giao thông thì quý vị cần hết sức lưu ý. Trước khi có mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở đây là từ 30 cho đến 34 độ C. Dịp này, vườn Sung Mỹ ở khu du lịch Suối Tiên, thành phố Thủ Đức đang vào vụ thu hoạch, thu hút khách tham quan và trải nghiệm hái quả. Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn và mới lạ tại thành phố Hồ Chí Minh vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ mang đến những thông tin thời tiết ở các thành phố du lịch khác trên cả nước.